Cái gì đến và đi thì không có thực thể. Hỏi: Tôi đến để được thân cận ông hơn là nghe ông nói. Những gì nói ra được bằng lời lẽ thì rất ít, còn truyền đạt trong im lặng thì rất nhiều. Maharaji: Trước tiên là lời lẽ, rồi đến im lặng. Một người cần phải chín mùi mới cảm nhận được sự im lặng. Hỏi: Liệu tôi có thể sống trong im lặng? Maharaji: Việc làm vô vị kỷ đưa đến sự im lặng. Vì khi hành động vô vị kỷ, ông chẳng cần nhờ đến ai. Vì không màng đến kết quả, ông sẵn sàng hành động với phương tiện thiếu thốn nhất. Ông chẳng cần phải có nhiều năng khiếu và được trang bị đầy đủ, mà ông cũng chẳng cần được công nhận hay trợ giúp. Ông chỉ làm những gì cần làm, phó mặc thành công và thất bại cho cái không biết. Vì mọi chuyện đều được tạo nên bởi vô số yếu tố, mà nỗ lực của ông chỉ là một. Nhưng tâm thức và trái tim con người kỳ diệu đến nỗi, cái bất khả vẫn có thể xảy ra một khi ý chí của con người và tình yêu kết hợp với nhau. Hỏi: Khi việc mình làm là xứng đáng thì kêu gọi giúp đỡ có gì là không đúng? Maharaji: Sự cần thiết phải kêu gọi giúp đỡ ở đâu? Nó chỉ chứng tỏ sự yếu đuối và lo âu. Cứ tiếp tục hành động và cả vũ trụ sẽ cùng hành động với ông. Xét cho cùng thì ý nghĩ làm điều đúng đến với ông từ cái không biết. Cứ phó mặc kết quả cho cái không biết. Chỉ cần làm những động tác cần thiết, ông chỉ là một mắt xích trong chuỗi dài của những tương quan nhân quả. Về cơ bản, tất cả chỉ xảy ra trong tâm. Khi ông hết lòng và kiên quyết làm một cái gì đó thì nó sẽ xảy ra. Vì chức năng của tâm là làm cho mọi chuyện xảy ra. Trong thực tại không có gì là vắng thiếu và không có gì được cần đến. Tất cả mọi việc làm chỉ xảy ra trên bề mặt. Tận đáy sâu là sự an lạc hoàn toàn. Tất cả những vấn đề của ông sinh khởi là vì ông đã xác định chính ông và do đó giới hạn chính ông. Khi ông không còn nghĩ rằng ông là thế này thế nọ thì tất cả mọi xung đột chấm dứt. Mọi cố gắng làm một cái gì đó về những phiền não của ông chắc chắn sẽ thất bại. Vì cái gì được tạo ra bởi tham ái chỉ có thể được hóa giải bằng sự thoát ra khỏi tham ái. Ông tự đóng khung trong thời gian và không gian, dồn ép chính ông vào một kiếp sống và thể tích của một thân xác. Vì thế ông đã tạo ra không biết bao nhiêu xung đột về sống và chết, lạc thú và đau khổ, hy vọng và sợ hãi. Ông không thể đoạn trừ phiền não mà không từ bỏ mọi ảo tưởng. Hỏi: Con người thì tự nhiên là hữu hạn. Maharaji: Không hề có cái gì là một con người, chỉ có những hạn chế và hữu hạn. Tổng hợp tất cả những hạn chế và hữu hạn là định nghĩa về con người. Ông cho rằng ông biết được ông khi ông biết được cái mà ông là. Nhưng ông không bao giờ biết được ông là ai. Con người chỉ có vẻ như là, cũng như là khoảng không bên trong cái hũ thì có vẻ có hình dáng, thể tích và mùi của cái hũ. Hãy nhìn thấy được rằng ông không phải là cái mà ông tin ông là. Hãy dùng tất cả sức lực của ông để chống lại ý tưởng ông là một cái gì đó có thể đặt tên và mô tả được. Ông không phải cái đó. Từ bỏ lối suy nghĩ cho rằng ông là thế này hay thế nọ. Chẳng có con đường nào khác đưa ông ra khỏi sự khốn khổ mà ông đã tạo ra cho chính ông bằng sự chấp nhận mù quáng, không tra vấn. Đau khổ là một sự kêu gọi để được hiểu.
Tất cả mọi đau khổ cần phải được tìm hiểu. Đừng lười suy nghĩ. Hỏi. Hành động là cái cốt lõi của thực tại. Vô hành thì vô hạnh. Cùng với tư duy thì phải làm một cái gì đó. Maharaji. Làm một cái gì đó trong thế gian này thì thật là khó. Đừng làm cái gì đó không cần thiết thì lại càng khó hơn. Hỏi. Đối với con người, quan niệm ta là tất cả có vẻ như bất khả. Maharaji. Ông biết được những gì về chính ông? Ông chỉ có thể là cái mà ông là trong thực tế. Ông chỉ có vẻ là cái mà ông không là. Ông chưa bao giờ lìa xa sự toàn hảo. Mọi ý tưởng về sự cải thiện chính mình chỉ mang tính quy ước và ngôn từ. Cũng như mặt trời không biết đến bóng tối, thì cái ta không hề biết cái không phải cái ta. Chính tâm, vì biết cái khác nên trở thành cái khác. Mà tâm không gì khác hơn là cái ta. Chính cái ta trở thành cái khác. Cái không phải cái ta, nhưng vẫn là cái ta. Tất cả những cái khác chỉ là giả. Cũng giống như là một đám mây che khuất mặt trời, nhưng không hề ảnh hưởng đến mặt trời. Thì cái giả có thể ngăn che thực tại, nhưng không thể hủy diệt thực tại. Ngay chính cái ý tưởng hủy diệt thực tại, tự nó là điều khôi hài. Người hủy diệt bao giờ cũng thật hơn là cái bị hủy diệt. Thực tại là người hủy diệt tối hậu. Mọi phân biệt, mọi chia ly và ngăn cách đều sai lầm. Do tất cả là một, đây chính là giải pháp tối hậu cho mọi xung đột. Hỏi. Vì sao chúng tôi không tiến bộ mặc dù được rất nhiều trợ lực và chỉ giáo? Maharaji. Chừng nào chúng ta còn tưởng tượng rằng mình là những tính cách cá nhân riêng biệt, khác biệt nhau, thì chúng ta không thể nắm bắt được thực tại, tức là cái thiết yếu phi nhân cách. Trước tiên chúng ta phải biết mình chỉ là nhân chứng, là trung điểm quan sát vô xứ vô thời. Tiếp đến là nhận ra được đại dương mênh mông của tánh biết thuần túy, vừa là tâm vừa là vật, và ở ngoài cả hai. Hỏi. Dù cho có ở trong thực tại, tôi vẫn cảm thấy mình là một con người nhỏ bé và riêng biệt, là cái một trong cái nhiều. Maharaji. Ông, một con người, là do ảo tưởng về không gian và thời gian. Ông tưởng tượng mình ở vào một điểm nào đó, choán một thể tích nào đó. Tính cách cá nhân của ông là do ông tự đồng hóa mình với thân xác. Ý nghĩ và cảm thọ của ông tồn tại trong một chuỗi các diễn tiến kéo dài trong thời gian, làm cho ông tưởng tượng là chính ông. Vì có ký ức nên có một khoảng thời gian. Trong thực tế, thời gian và không gian tồn tại trong ông. Ông không tồn tại trong chúng. Chúng chỉ là những tướng trạng của nhận thức, nhưng chúng không phải là duy nhất. Thời gian và không gian cũng như chữ viết trên giấy. Giấy thì thật, chữ viết chỉ là quy ước. Ông bao nhiêu tuổi? Hỏi. 48. Maharaji. Cái gì khiến ông nói 48? Cái gì khiến ông nói tôi ở đây? Những thói quen có tính cách ngôn từ hình thành từ những giả định. Tâm tạo ra thời gian và không gian, rồi cho những gì nó tạo ra là thực tại. Tất cả đều ở đây và bây giờ, nhưng chúng ta không thấy được điều đó. Sự thật là tất cả đều ở trong ta và bởi ta, không còn gì khác. Chính ý nghĩ về khác là một thảm họa và bất hạnh.
Hỏi: cái gì là nguyên nhân của sự nhân cách hóa, của sự tự giới hạn trong thời gian và không gian? Maharaji: cái không tồn tại thì không thể có nguyên nhân. Không hề có cái như một con người riêng biệt. Dù cho theo quan điểm của kinh nghiệm chủ nghĩa, rõ ràng là một cái đều là nguyên nhân của mỗi một cái. Mỗi một cái là như nó là, vì toàn thể vũ trụ là như nó là. Hỏi: nhưng tính cách con người phải có một nguyên nhân. Maharaji: tính cách con người hình thành như thế nào? Bởi ký ức, bởi đồng hóa hiện tại với quá khứ, rồi phóng chiếu vào tương lai. Thử nghĩ về chính ông như là cái gì đó thoáng qua, không có quá khứ và tương lai, thì tính cách con người của ông biến mất. Hỏi: thế không phải cái ta hiện hữu còn lại? Maharaji: từ ngữ còn lại không được áp dụng ở đây. Ta hiện hữu thì luôn luôn tươi mới. Ông không cần phải nhớ để hiện hữu. Thật vậy, trước khi kinh nghiệm bất cứ gì thì luôn luôn phải có ý thức về sự hiện hữu. Trong hiện tại, hiện hữu của ông bị lẫn lộn với kinh nghiệm. Tất cả những gì ông cần là tháo gỡ hiện hữu ra khỏi mớ bong bong kinh nghiệm. Một khi đã nhận ra được sự hiện hữu thuần túy của ông, không phải là thế này hay thế nọ, thì ông sẽ phân biệt ra nó trong mớ kinh nghiệm và sẽ không còn bị mê lầm bởi hình tướng và danh xưng. Tự giới hạn là cốt lõi của tính cách con người. Hỏi: làm sao tôi trở thành vũ trụ? Maharaji: ông là vũ trụ. Ông không cần và không thể trở thành cái mà ông đã là. Chỉ cần chấm dứt tưởng tượng chính ông là cái cá biệt. Cái gì đến và đi thì không có thực thể. Nó xuất hiện là nhờ có thực tại. Ông biết có thế giới, nhưng liệu thế giới có biết ông? Tất cả sự hiểu biết cũng như tất cả mọi hiện hữu và hỷ lạc đều từ ông mà ra. Hãy nhận ra rằng ông là cội nguồn vĩnh cửu và chấp nhận tất cả là của chính ông. Một sự chấp nhận như thế là tình yêu chân thật. Hỏi: tất cả những gì ông nói nghe rất tốt đẹp, nhưng làm sao có thể biến nó thành một lối sống? Maharaji: chưa bao giờ ra khỏi nhà, nhưng ông đã hỏi đường về nhà. Hãy từ bỏ những ý nghĩ sai lầm. Tất cả chỉ có thế. Huân tập những ý nghĩ đúng cũng chẳng đưa ông đi đến đâu. Chỉ cần chấm dứt tưởng tượng. Hỏi: vấn đề không phải là sự chứng đắc, mà là hiểu. Maharaji: đừng tìm cách hiểu, chỉ không hiểu sai là đủ. Đừng trông cậy vào tâm thế giải thoát. Chính tâm đã đưa ông vào trói buộc. Hãy rốt ráo vượt ra khỏi tâm. Cái gì không có sự khởi đầu thì không có nguyên nhân. Vấn đề không phải là ông đã biết cái ông là, rồi ông quên nó đi. Một khi biết, ông không thể quên. Vô minh không có sự khởi đầu, nhưng có thể có sự chấm dứt. Chỉ cần hỏi ai vô minh, thì vô minh sẽ tan biến như một giấc chiêm bao. Thế giới đầy những mâu thuẫn, vậy mà ông tìm sự hòa hợp trong thế giới, vì thế giới là sản phẩm của hỗn loạn. Muốn tìm sự an ổn, ông phải tìm bên trong. Thế giới chỉ xuất hiện khi nào ông được sinh vào một thân xác. Không có thân xác, không có thế giới. Trước tiên hãy tìm hiểu xem ông có phải là thân xác hay không. Hiểu về thế giới sẽ đến sau. Hỏi:
Những điều ông nói nghe rất thuyết phục, nhưng có ích gì cho một con người riêng biệt? Con người đó chỉ biết mình ở trong thế giới và của thế giới. Maharaji, hàng triệu người ăn bánh mì, nhưng chẳng mấy ai biết về lúa mì. Chỉ những người biết mới có thể làm cho bánh mì ngon hơn. Tương tự như thế, chỉ những ai biết cái ta, những ai đã nhìn siêu việt thế giới, mới có thể làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Công đức của họ đối với những con người cá thể thật vô lượng, vì họ là nguồn hy vọng cứu vớt duy nhất của các cá nhân. Cái gì ở trong thế giới thì không thể cứu thế giới. Nếu ông thật tình quan tâm cứu giúp thế giới, thì ông phải bước ra khỏi nó. Hỏi: liệu tôi có thể bước ra khỏi thế giới? Maharaji: ai được sinh ra trước, ông hay thế giới? Chừng nào còn cho rằng thế giới có trước, thì ông còn bị ràng buộc bởi thế giới. Chừng nào ông nhận ra không chút nghi hoặc nào rằng thế giới ở trong ông, chứ không phải ông ở trong thế giới, thì ông ra khỏi nó. Dĩ nhiên thân xác ông còn ở trong thế giới và của thế giới, nhưng ông không còn bị nó lừa dối. Tất cả mọi kinh điển đều nói rằng trước khi có thế giới thì đã có tạo hóa. Ai biết tạo hóa? Người có trước tạo hóa không ai khác hơn là sự hiện hữu, là sự hiện hữu chân thật của chính ông. Nguồn gốc của tất cả thế giới cùng với người tạo ra chúng. Hỏi: tất cả lý lẽ của ông được gắn bó bởi giả thuyết cho rằng thế giới là phóng ảnh của chính ông. Ông công nhận rằng thế giới cá nhân và chủ quan của ông là cái thế giới do các giác quan và tâm đem lại cho ông. Trong ý nghĩ đó, mỗi chúng ta sống trong một thế giới được hình thành bởi sự phóng chiếu của chính mình. Những thế giới riêng tư này không thể giao tiếp với nhau. Chúng nổi lên và biến mất vào cái ta hiện hữu ở tâm điểm của chúng. Nhưng chắc chắn đằng sau thế giới riêng tư này phải có một thế giới khách quan chung nhất, mà các thế giới riêng tư chỉ là cái bóng của nó. Ông có phủ nhận sự tồn tại của một thế giới khách quan và chung nhất như thế? Maharaji: thực tại không phải là chủ quan hay khách quan, không phải tâm hay vật, không phải thời gian hay không gian. Những phân chia như thế cần phải có một ai đó, như một trung tâm ý thức, tách biệt, để chúng xảy ra với người đó. Nhưng thực tại là tất cả, và cũng không là gì cả. Nó vừa là cái toàn thể, vừa là cái loại trừ, vừa là cái viên mãn, vừa là cái trống không. Nó hoàn toàn nhất quán, nhưng tuyệt đối nghịch lý. Ông không thể nói về thực tại, ông chỉ có thể mất đi cái ta của ông trong đó. Khi ông phủ nhận tất cả mọi cái là thực tại, thì ông sẽ đến với cái còn lại không thể phủ nhận. Tất cả mọi luận bàn về giác ngộ chỉ là một biểu hiện của vô minh. Chính tâm tưởng tượng nó không biết rồi mới biết. Thực tại không hay biết gì đến những lập luận quanh co này. Ngay cả cái ý nghĩ cho rằng Thượng Đế là đấng sáng tạo cũng lầm lẫn. Liệu sự hiện hữu của ta có vì sự hiện hữu khác mà có? Vì ta hiện hữu nên tất cả hiện hữu. Hỏi: làm sao có thể như thế được? Một đứa trẻ được sinh ra vào thế giới, thế giới không thể sinh vào đứa trẻ. Thế giới thì cũ, còn đứa trẻ thì mới. Maharaji: đứa trẻ được sinh vào thế giới của ông. Thế nào? Ông được sinh ra vào thế giới hay thế giới xuất hiện đối với ông? Được sinh ra có nghĩa là tạo nên một thế giới quanh chính ông như một trung tâm,
Nhưng có bao giờ ông tạo ra chính ông? Hay có ai đã tạo ra ông? Mỗi người tạo ra một thế giới do chính mình và sống trong thế giới đó, bị giam cầm trong đó vì sự vô minh của chính mình. Tất cả những gì chúng ta phải làm là phủ nhận nhà tù của chúng ta là thực tại. Hỏi: cũng như trạng thái thức tồn tại dưới hình thức chủng tử trong lúc ngủ, thì thế giới mà đứa trẻ tạo ra vào lúc chào đời tồn tại trước khi nó được sinh ra. Vậy thì chủng tử thuộc về ai? Maharaji: nó thuộc về người chứng kiến sinh và tử, nhưng không được sinh ra hay chết đi. Chỉ người đó là chủng tử của sự sáng tạo và cũng là di sản của nó. Đừng bảo tâm xác nhận cái gì siêu vượt nó. Trực tiếp chứng nghiệm là xác nhận duy nhất có giá trị. Biết rõ hiện hữu là an lạc. Hỏi: nghề nghiệp của tôi là y sĩ. Tôi bắt đầu với khoa phẫu thuật, tiếp tục với khoa bệnh lý tâm thần. Tôi cũng viết một vài cuốn sách về y học tâm thần và trị liệu bằng đức tin. Tôi đến gặp ông để học những quy luật của y lý tâm linh. Maharaji: khi tìm cách chữa bệnh cho một người một cách chính xác, ông tìm cách chữa cái gì? Sự chữa trị là gì? Khi nào thì ông có thể nói bệnh nhân đã được chữa khỏi? Hỏi: tôi tìm cách chữa trị thân xác cũng như cải thiện sự liên kết giữa thân và tâm. Tôi cũng tìm cách chữa trị tâm. Maharaji: ông đã tìm hiểu sự liên kết giữa tâm và thân. Chúng liên kết với nhau ở điểm nào? Hỏi: tâm ở giữa thân và ý thức bên trong. Maharaji: thế không phải thân được làm bằng thực phẩm? Liệu có thể có tâm mà không có thực phẩm? Hỏi: thân được tạo ra và duy trì bởi thực phẩm. Nếu không có thực phẩm, tâm trở nên suy yếu. Nhưng tâm không phải thuần thực phẩm. Có một yếu tố chuyển hóa và yếu tố đó tạo ra tâm trong thân. Yếu tố chuyển hóa đó là gì? Maharaji: cũng như gỗ tạo ra lửa là thứ không phải gỗ, thân tạo ra tâm là cái không phải thân. Nhưng tâm xuất hiện đối với ai? Ai là người nhận thức những tư duy và cảm thọ, những thứ mà ông gọi là tâm? Có gỗ, có lửa và có cả người thọ dụng lửa. Ai là kẻ thọ dụng tâm? Người thọ dụng cũng do thực phẩm tạo ra hay không phụ thuộc vào thực phẩm? Hỏi: người thọ dụng thì không tùy thuộc. Maharaji: làm sao ông biết? Nói từ kinh nghiệm của ông. Ông không phải thân hay tâm, vậy làm sao ông biết? Hỏi: tôi thật sự không biết. Tôi cho là như thế. Maharaji: chân lý thì thường hằng, cái thật thì bất biến. Cái gì thì không thật, cái gì thật thì không thay đổi. Thế nào? Cái gì ở trong ông không thay đổi? Bao giờ còn có thực phẩm thì còn có thân và tâm. Khi hết thực phẩm, thân xác chết, tâm tan biến. Liệu người quan sát có diệt vong? Hỏi: tôi đoán là không, nhưng tôi không có bằng chứng. Maharaji: ông, chính ông là bằng chứng.
ông không có và không thể có bất cứ bằng chứng nào khác. Ông là chính ông. Ông biết chính ông yêu quý chính ông. Bất cứ gì tâm làm, tâm đều làm vì lòng yêu quý cái ta của chính nó. Chính bản chất của cái ta là tình yêu. Nó được yêu quý, nó yêu quý và rất đáng yêu quý. Chính cái ta làm cho thân và tâm trở nên thú vị đến như thế, thân quý đến như thế. Ngay chính sự ân cần chu đáo dành cho tâm và thân cũng từ cái ta mà ra. Hỏi: nếu cái ta không phải thân hay tâm, liệu nó có thể tồn tại mà không có tâm hay thân? Maharaji: có, nó có thể. Kinh nghiệm thực tế cho thấy cái ta hiện hữu không tùy thuộc vào thân và tâm. Nó là sự hiện hữu, tánh biết, an lạc. Biết rõ hiện hữu là an lạc. Hỏi: có thể với ông đó là kinh nghiệm thực tế, nhưng với tôi thì không. Làm sao tôi có thể đạt đến kinh nghiệm đó? Tôi phải theo phương pháp nào? Tôi phải tu tập những gì? Maharaji: để biết ông không phải là thân hay tâm, ông phải thường xuyên quan sát chính ông. Sống nhưng đừng để thân tâm tác động. Hoàn toàn lìa xa thân tâm, như thể ông đã chết. Điều này có nghĩa ông chẳng mong cầu gì nơi tâm hay thân. Hỏi: nguy hiểm quá. Maharaji: ta không bảo ông tự sát, mà ông cũng không thể tự sát. Ông chỉ có thể giết chết thân xác, nhưng ông không thể chấm dứt diễn tiến của tâm. Mà ông cũng không thể khai tử con người mà ông nghĩ ông là con người đó. Chỉ cần thản nhiên, trạng thái hoàn toàn xa lìa. Thản nhiên đối với tâm và thân là bằng chứng rõ ràng nhất cho ông thấy rằng ở tận cùng cốt tủy hiện hữu của ông không phải là tâm hay thân. Những gì xảy ra đối với tâm và thân có thể là ở ngoài khả năng thay đổi của ông, nhưng ông có thể hoàn toàn chấm dứt tưởng tượng chính ông là thân và tâm. Dù bất cứ gì xảy ra, hãy nhắc nhở ông rằng chỉ có thân và tâm của ông, chứ không phải chính ông, chịu ảnh hưởng. Càng thành khẩn ghi nhớ những gì cần được ghi nhớ, thì ông càng sớm nhận ra chính ông như ông là. Vì ký ức sẽ trở thành kinh nghiệm. Chính thành khẩn làm cho hiện hữu hiển lộ. Cái gì được tưởng tượng và ước muốn mãnh liệt đều trở thành hiện thực. Sự nguy hiểm là ở đây, và đây cũng là lối thoát. Hỏi: tôi là con người của y khoa. Tôi đã từng nghiên cứu rất nhiều. Tôi áp đặt cho chính mình một kỷ luật nghiêm khắc trong sự tập luyện và nhịn ăn định kỳ. Tôi là người ăn chay. Maharaji: ông sẵn sàng trả giá nào để tìm ra thực tại? Bằng mọi giá. Hỏi: về lý thuyết thì tôi sẵn sàng trả bằng mọi giá. Nhưng trong đời sống thực tế, tôi vẫn thường bị thôi thúc hành xử theo những cách xen vào giữa tôi và thực tại. Tôi bị lòng ham muốn cuốn đi. Maharaji: hãy gia tăng và mở rộng những ham muốn của ông cho đến khi thực tại mới thỏa mãn được chúng. Sự sai lầm không phải là lòng ham muốn, mà là sự nông cạn và hẹp hòi của nó. Ham muốn là tận tình dâng hiến. Bằng mọi cách hãy tận tình dâng hiến cho trái tim chân thật, vô biên và vĩnh cửu của hiện hữu. Hãy chuyển hóa lòng ham muốn thành tình yêu. Tất cả những gì ông mong muốn là hạnh phúc. Tất cả những ham muốn của ông, dù là gì đi nữa, đều là những thể hiện sự mong cầu hạnh phúc của ông. Một cách căn bản nhất, ông ước muốn chính ông được tốt lành. Hỏi:
Tôi biết rằng tôi không nên. Maha là gì? Hãy khoan, ai bảo ông rằng ông không nên? Tại sao mong muốn hạnh phúc là điều sai trái? Hỏi. Cái ta phải ra đi. Tôi biết. Maha là gì? Nhưng cái ta vẫn có đó. Những ham muốn của ông vẫn có đó. Lòng mong cầu hạnh phúc của ông có đó. Vì sao thế? Vì ông yêu quý chính ông. Bằng mọi cách hãy yêu quý chính ông một cách sáng suốt. Chỉ có yêu quý chính mình một cách mù quáng mới sai lầm. Vì như thế sẽ làm ông đau khổ. Hãy yêu chính ông một cách sáng suốt. Hưởng lạc lẫn khổ hạnh đều có cùng một mục đích, làm cho ông hạnh phúc. Hưởng lạc là con đường mù quáng, khổ hạnh là con đường sáng suốt. Hỏi. Thế nào là khổ hạnh? Maha là gì? Không lặp lại một kinh nghiệm đã trải qua là khổ hạnh. Tránh làm những gì không cần thiết là khổ hạnh. Không mong chờ lạc thú hay đau khổ là khổ hạnh. Duy trì mọi thứ thường xuyên ổn định là khổ hạnh. Tự thân ham muốn thì chẳng có gì là sai lầm. Chính cuộc đời là sự thôi thúc trưởng thành trong kiến thức và kinh nghiệm. Chính những sự lựa chọn của ông là sai lầm. Tưởng tượng rằng một vài thứ còn con, ăn uống, tình dục, quyền thế, danh vọng sẽ làm ông hạnh phúc là tự lừa dối chính ông. Chỉ có cái vô biên và sâu thẳm như cái ta thật của ông mới đem lại cho ông hạnh phúc thật sự và lâu bền. Hỏi. Một cách căn bản, không có gì sai khi ham muốn là sự thể hiện lòng yêu quý cái ta. Nhưng làm thế nào để chế ngự ham muốn? Maha là gì? Hãy sống cuộc sống của ông một cách trí tuệ, với tất cả chú ý về cái ta sâu kín nhất của ông luôn luôn ở trong tâm. Xét cho cùng, ông thật sự muốn gì? Không phải sự toàn hảo, vì chính ông đã toàn hảo. Cái ông tìm kiếm thể hiện trong hành động là cái mà ông là. Vì mục đích đó nên ông có thân và tâm. Hãy tiếp nhận chúng và bắt chúng phục vụ ông. Hỏi. Ai là người điều khiển ở đây? Ai là người nhận thân tâm? Maha là gì? Cái tâm đã được thanh tẩy là tôi tớ trung thành của cái ta. Nó đảm nhận các công cụ trong cũng như ngoài, và dùng các công cụ đó để phục vụ mục đích của chúng. Hỏi. Mục đích của chúng là gì? Maha là gì? Cái ta có tính cách vũ trụ, và mục đích của nó cũng có tính cách vũ trụ. Không hề có cái gì là cá nhân với cái ta. Sống một cuộc sống ngăn nắp, nhưng đừng biến nó thành cứu cánh. Nó phải là điểm khởi đầu cho một sự dấn thân cao cả. Hỏi. Theo ông, tôi có nên đến Ấn Độ thường xuyên? Maha là gì? Nếu thành tâm thì ông chẳng cần bôn ba đây đó. Ông chỉ là chính ông ở bất cứ đâu có ông, và ông tạo ra thời tiết của chính ông. Đi lại và vận chuyển không cho ông sự giải thoát. Ông không phải là thân xác, kéo lê thân xác từ nơi này đến nơi khác chẳng đưa ông đến đâu. Tâm ông hoàn toàn tự do ngao du ba cõi. Hãy tận dụng tâm ông. Hỏi. Nếu tôi tự do, vì sao tôi lại ở trong thân xác? Maha là gì? Ông không ở trong thân xác ở trong ông, tâm ở trong ông. Chúng xảy ra vì ông,
Chúng có đó vì ông thấy chúng thích thú. Bản tánh của chính ông có khả năng vô biên để thọ dụng. Nó đầy những sự thích thú và cảm xúc. Nó soi sáng tất cả những gì xuất hiện trong tiêu điểm của tánh biết, không loại trừ bất cứ gì. Nó không hề biết đến sự độc ác hay xấu xa. Nó hy vọng, tin tưởng và yêu thương. Những người như ông rằng, vì không nhận ra cái ta thật của chính mình, ông không thấy được biết bao nhiêu điều khác. Ông không phải là thân hay tâm, không phải là nhiên liệu hay lửa. Chúng xuất hiện và biến mất theo quy luật của riêng chúng. Cái ông là cái ta thật của ông. Hãy yêu quý nó, và bất cứ gì ông làm, hãy làm cho hạnh phúc của chính ông. Tìm ra nó, biết nó và yêu quý nó là sự thôi thúc căn bản của ông. Từ vô thủy ông đã yêu quý ông, nhưng ông chưa bao giờ yêu quý ông một cách sáng suốt. Hãy dùng thân và tâm ông một cách sáng suốt để phục vụ cái ta. Tất cả chỉ có thế. Hãy thành thật với cái ta của chính ông, yêu quý cái ta của ông một cách tuyệt đối. Đừng giả vờ yêu thương người khác như yêu quý chính ông. Chỉ khi nào ông nhận ra rằng họ là một với chính ông, thì lúc đó ông mới yêu quý họ. Đừng giả vờ là cái mà ông không phải. Đừng từ chối cái mà ông là. Tình yêu tha nhân của ông là kết quả, chứ không phải là nguyên nhân của sự biết chính mình. Nếu không giác ngộ chính mình, thì chẳng có công hạnh nào là công chính. Bao giờ ông biết, không còn một nghi hoặc, rằng chỉ có một dòng sống chảy xuyên suốt tất cả, và ông chính là dòng sống đó, thì ông sẽ yêu thương tất cả một cách tự nhiên và tự sinh khởi. Khi nhận ra được chiều sâu và lòng viên mãn của sự yêu quý chính ông, thì ông hiểu rằng mỗi một sinh vật và toàn thể vũ trụ đều được dung nhiếp trong cảm xúc của ông. Nhưng khi ông thấy bất cứ gì cũng tách biệt với ông, thì ông không thể yêu quý nó, vì ông sợ nó. Sự xa lạ gây nên sợ hãi, và sợ hãi đào sâu thêm sự xa lạ. Đó là một cái vòng luẩn quẩn. Chỉ có sự giác ngộ chính mình mới có thể phá vỡ nó. Hãy thực hiện điều này một cách kiên quyết. Quan sát tâm ông. Hỏi: trong khi tìm kiếm cái thiết yếu, một người nhận ra ngay mình không đủ khả năng và thấy cần phải có người hướng dẫn hay một đạo sư. Điều này hàm ý một ý thức kỷ luật nào đó, vì người môn đồ được mong đợi phải tin tưởng người hướng dẫn và hoàn toàn làm theo sự khuyên bảo và chỉ giáo của người đó. Tuy nhiên, những thúc bách và sức ép của xã hội quá lớn, những ham muốn và lo sợ cá nhân quá mạnh, nên yếu tố cần thiết cho sự tuân hành, tức là sự hồn nhiên của tâm và ý chí, không thể sẵn sàng. Làm thế nào để tạo được sự quân bình giữa sự cần thiết phải có một đạo sư và sự khó khăn trong việc tuân theo vị đạo sư một cách hoàn toàn? Maharaji: cái gì được làm dưới sức ép của xã hội và hoàn cảnh thì không quan trọng lắm, vì nó gần như máy móc và thuần phản ứng đối với các tác động. Chỉ cần điềm nhiên quan sát chính mình để tự tách ly với những gì đang xảy ra là đủ. Những hành động không chú ý, vô minh, có thể cộng thêm vào nghiệp của người tạo tác. Ngoài ra thì chẳng có gì quan trọng. Vị đạo sư chỉ yêu cầu một điều duy nhất: sự trong sáng và tính mãnh liệt của mục đích, ý thức trách nhiệm với chính mình. Phải đặt câu hỏi về thực thể của thế giới. Xét cho cùng, ai là đạo sư? Người nào chứng được cảnh giới trong đó không có thế giới mà cũng chẳng có ý tưởng về thế giới, thì người đó là vô thượng sư. Tìm ra vị đạo sư vô thượng đó có nghĩa là đạt đến trạng thái trong đó tưởng tượng không còn bị ngộ nhận là thực tại. Xin hiểu cho rằng
đạo sư tiêu biểu cho thực tại, cho chân lý, cho hiện hữu. Đạo sư là người hiện thực trong ý nghĩa cao nhất của từ ngữ này. Đạo sư không thể và sẽ không chấp nhận tâm cùng những trò lừa gạt của nó. Đạo sư đến để đưa ông đến với cái thật. Đừng mong đợi đạo sư làm bất cứ gì khác. Vì đạo sư theo ý nghĩ của ông, tức là người cho ông kiến thức và chỉ thị, thì không phải là một chân sư. Chân sư là người biết cái thật bên ngoài sự hào nhoáng của mọi hình tướng. Đối với chân sư thì những câu hỏi của ông về sự tuân hành và kỷ luật đều vô nghĩa. Vì trong cái nhìn của chân sư, con người mà ông cho là không còn tồn tại. Những câu hỏi của ông là về một con người không tồn tại. Cái gì tồn tại với ông thì không tồn tại với chân sư. Cái mà ông cho là đương nhiên thì chân sư phủ nhận hoàn toàn. Chân sư muốn ông thấy chính ông như chân sư thấy ông. Lúc đó ông chẳng cần đến một đạo sư để vâng lời và đi theo, vì ông sẽ vâng lời và đi theo thực tại của chính ông. Hãy nhận ra rằng bất cứ gì ông nghĩ là ông chỉ là một dòng các sự kiện, và trong khi mọi thứ đang diễn ra, đến và đi, thì chỉ có ông hiện hữu. Cái bất biến giữa những cái thay đổi, sự tự chứng trong số những suy diễn. Hãy tách cái được quan sát ra khỏi người quan sát và từ bỏ những nhận dạng sai lầm. Hỏi: để tìm kiếm thực tại, một người cần phải loại bỏ các chướng ngại. Mặt khác, sự cần thiết phải sinh tồn trong một xã hội nhất định buộc một người phải làm và chịu đựng rất nhiều thứ. Liệu có cần phải bỏ cả nghề nghiệp và địa vị xã hội để tìm thực tại? Maharaji: cứ hành nghề của ông. Khi nào có chút rảnh rang, hãy nhìn vào trong. Điều quan trọng là đừng bỏ lỡ cơ hội khi nó tự hiện đến. Nếu nhiệt tình, ông sẽ tận dụng trọn vẹn thời gian rảnh rỗi của ông. Thế là đủ. Hỏi: trong sự tìm kiếm cái thiết yếu và loại bỏ những cái không cần thiết, có một lĩnh vực nào cho sinh hoạt sáng tạo không? Chẳng hạn như tôi yêu hội họa, dành thời gian rảnh rỗi để vẽ tranh, có giúp gì cho tôi không? Maharaji: dù có phải làm bất cứ gì, hãy quan sát tâm ông. Ngoài ra, ông cũng phải có những lúc hoàn toàn an ổn và yên tĩnh bên trong, khi tâm ông hoàn toàn yên lặng. Nếu ông không thấy điều đó thì ông không thấy tất cả. Nếu ông thấy thì sự im lặng của tâm sẽ hòa tan và hóa giải tất cả những cái khác. Khó khăn của ông là ông vừa muốn và vừa sợ thực tại. Ông sợ thực tại vì ông không biết nó. Ông cảm thấy an tâm với những cái quen thuộc, tức là cái đã biết. Cái không biết thì không chắc chắn và do đó nguy hiểm. Biết thực tại là ở với thực tại trong sự hài hòa. Trong sự hài hòa thì không có chỗ cho sợ hãi. Một đứa trẻ biết thân xác của nó, nhưng nó không biết những khác biệt dựa trên thân xác. Nó chỉ biết và vui thích. Xét cho cùng, biết và vui thích là mục đích mà nó được sinh ra. Sự vui thích hiện hữu là hình thức đơn giản nhất của lòng yêu quý chính mình, mà sau này phát triển thành lòng yêu quý cái ta. Hãy là một đứa trẻ mà không có gì xen vào giữa thân xác và cái ta. Khi tiếng huyền náo không ngớt của đời sống tâm linh vắng bặt, và trong sự im lặng sâu thẳm, cái ta ngắm nhìn thân xác. Đứa trẻ cũng giống như là một tờ giấy trắng, trên đó chưa viết gì. Hãy là đứa trẻ thơ đó, thay vì cứ loay hoay tìm cách là thế này hay thế nọ. Hãy vui sướng hiện hữu. Ông sẽ là nhân chứng hoàn toàn tỉnh thức về phạm trù ý thức. Nhưng đừng để cảm thọ và ý nghĩ nào xen vào giữa ông và phạm trù.
hỏi: bằng lòng với sự hiện hữu thuần túy thì có vẻ như là một cách vị kỷ nhất để giết thời gian. Maharaji, một cách vị kỷ xứng đáng nhất bằng mọi cách hay vị kỷ, hãy từ bỏ tất cả ngoại trừ cái ta. Khi chỉ yêu cái ta và ngoài ra không còn gì khác thì ông siêu vượt cái vị kỷ và vô vị kỷ. Mọi khác biệt không còn ý nghĩa. Tình yêu cái một và tình yêu tất cả hòa nhập với nhau trong tình yêu thuần túy và chân phương, không dành riêng cho ai và cũng không từ chối một ai. Hãy ở trong tình yêu đó, đi sâu hơn nữa vào trong nó, tìm hiểu chính ông và yêu sự tìm hiểu, thì không những ông giải quyết mọi phiền trược của riêng ông mà còn tất cả mọi phiền trược của nhân loại. Ông sẽ biết phải làm gì. Đừng đặt những câu hỏi thiền cận, hãy chuyên tâm vào những cái căn bản gốc gác sự hiện hữu của ông. Hỏi: có cách nào để tôi tăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp giác ngộ chính mình? Maharaji: dĩ nhiên là có. Hỏi: ai sẽ thực hiện sự tăng tiến này? Liệu ông sẽ làm điều đó giúp tôi? Maharaji: sự thăng tiến chẳng cần đến ông mà cũng không cần đến ta. Nó sẽ tự xảy ra. Hỏi: việc tôi đến đây đã chứng tỏ điều đó. Có phải sự thăng tiến này là do thân cận với các bậc thánh nhân? Khi rời khỏi đây lần trước, tôi hy vọng sẽ trở lại. Và tôi đã trở lại. Bây giờ tôi lại tiếc rằng mình chẳng còn bao lâu nữa phải trở về anh. Maharaji: ông giống như là một đứa trẻ sơ sinh. Trước khi được sinh ra, nó đã có, nhưng nó không biết sự hiện hữu của chính nó. Khi nó được sinh ra thì một thế giới xuất hiện trong nó cùng với ý thức về sự hiện hữu. Và bây giờ ông phải lớn lên trong ý thức. Tất cả chỉ có thế. Đứa trẻ đó là ông vua của thế giới. Khi lớn lên, nó sẽ cai quản vương quốc của nó. Thử tưởng tượng khi còn thơ ấu, nó bị một cơn bạo bệnh nhưng được một thầy thuốc chữa khỏi. Liệu vị ấu vương này có được vương quốc là nhờ người thầy thuốc? Người thầy thuốc có thể chỉ là một trong những yếu tố góp phần. Còn rất nhiều yếu tố khác, tất cả đã góp phần. Nhưng yếu tố chính, yếu tố quyết định vẫn là sự sinh ra, làm con một ông vua. Tương tự như thế, vị đạo sư có thể trợ lực, nhưng điều chính yếu là thực tại sẵn có bên trong. Thực tại sẽ tự khẳng định chính nó. Việc ông đến đây chắc chắn đã giúp ích ông. Đó không phải là điều duy nhất sẽ giúp ông. Cái chính yếu là sự hiện hữu của ông. Sự tha thiết của ông đã chứng minh điều đó. Hỏi: theo đuổi một nghề nghiệp có phủ nhận sự tha thiết của tôi? Maharaji: ta đã bảo ông rồi, chừng nào ông còn dành cho mình thật nhiều lúc an ổn thì ông vẫn có thể an toàn hành nghề cao quý của ông. Những lúc tĩnh lặng bên trong này chắc chắn sẽ hủy diệt mọi chướng ngại. Đừng hoài nghi sự hiệu nghiệm của nó, cứ thử xem. Hỏi: tôi đã thử rồi. Maharaji: nhưng chưa bao giờ tin tưởng, chưa bao giờ kiên quyết. Nếu tin tưởng và kiên quyết thì ông đã không hỏi những câu hỏi như thế. Ông hỏi vì ông không tự tin. Ông không tự tin vì chẳng bao giờ ông chú ý đến chính ông, mà chỉ chú ý đến những kinh nghiệm của ông. Hãy quan tâm với chính ông ngoài mọi kinh nghiệm. Hãy ở với chính ông, yêu quý chính ông. Sự an toàn tối hậu chỉ được tìm thấy trong sự biết rõ chính mình,
Điều quan trọng là sự tha thiết. Hãy thành thật với chính ông thì không có gì phản bội được ông. Đức hạnh và quyền năng chỉ là những đồng xu giả cho trẻ con chơi. Chúng hữu ích trong thế giới nhưng không đem ông ra ngoài thế giới. Để đi ra ngoài, ông cần sự tỉnh thức bất động, sự chú ý trong im lặng. Hỏi: thể xác của một người lúc đó sẽ như thế nào? Maharaji: bao giờ còn khỏe mạnh thì ông còn sống. Hỏi: cuộc sống bất động bên trong này không ảnh hưởng đến sức khỏe à? Maharaji: thân xác ông chỉ là thực phẩm chuyển hóa. Thức ăn của ông thế nào, thô hay tế, thì sức khỏe của ông thế ấy. Hỏi: chuyện gì sẽ xảy ra với bản năng tình dục? Làm sao có thể tiết chế được nó? Maharaji: tình dục chỉ là một thói quen được huân tập. Vượt ra khỏi nó, chừng nào còn chú trọng đến thân xác thì ông còn ở trong sự kiềm tỏa của ăn uống và tình dục, sợ hãi và cái chết. Hãy tìm ra chính ông và giải thoát.